6 tháng đầu năm 2021 chính là thời điểm những con giáp này đánh đâu thắng đó, đứng trên núi tiền. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tử vi học có nói, ngoài việc tiên đoán vận may vào mỗi năm thì trong mỗi thời điểm cũng có không ít những biến động. Trong cuộc sống, ai cũng đều mong muốn mình sẽ đạt được nhiều điều tốt đẹp nhất. Nếu như không thể giàu có thì ít nhất cũng có một cuộc sống bình yên, không phải lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi ngày phức tạp. Bản thân mỗi người phải luôn tự nỗ lực, cố gắng hết mình để đạt được điều mà mình mong muốn. Trong năm Tân Sửu 2021, có một số con giáp gặp được nhiều điều may mắn, được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, thời điểm 6 tháng đầu năm sẽ có một số con giáp được phù trợ nồng hậu hơn cả. Họ làm gì cũng thuận buồm, xuôi gió. Những thành quả mà họ đạt được trong khoảng thời gian này có khả năng phát triển và vững vàng ổn định, giúp họ có được một cuộc sống viên mãn về sau. Hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu xem đó là những con giáp may mắn nào. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tuổi Tý. Tử vi năm 2021 có nói tuổi Tý sẽ là con giáp phát tài trong 6 tháng đầu năm. Tuổi Tý dù làm ở lĩnh vực gì thì công việc của bạn cũng có rất nhiều đột phá. Với sự quyết tâm, chăm chỉ của mình, bạn ắt sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra, không lo thiếu tiền xài. Tốt nhất, bạn nên tập trung phát triển công việc hiện tại, bởi khi dồn công dồn sức cho một việc, bạn sẽ dễ dàng đạt được thành công hơn. Còn nếu muốn gia tăng thu nhập, bạn có thể nhận thêm các công việc tay trái, nhưng cần phải sắp xếp thời gian các công việc sao cho hợp lý. Những người muốn phát tài bất ngờ có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và lý trí khi đưa ra quyết định. Có như vậy thì sẽ giảm bớt những thiệt hại không đáng có về tiền của. Khi tinh thần làm việc lên cao, sẵn sàng làm thêm giờ, làm ngoài giờ, bạn sẽ gây ấn tượng tốt cho cấp trên, tạo cơ hội được thăng chức, tăng lương. Ngoài ra, người làm trong các hạng mục liên quan đến bất động sản cũng kiếm được một khoản khá khá. Để có thể gặp nhiều thuận lợi và may mắn, tuổi Tý hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp tuổi Tý đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét. Đồng thời, đem lại tài lộc, cát lành, tăng cường vận khí, chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và kinh doanh. 2. Tuổi Dần. Tài lộc của người tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc trong 6 tháng đầu năm này, dù tình huống mang tính đột phá bất ngờ hiếm khi xuất hiện. Bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng được hưởng khoản tiền xứng đáng bấy nhiêu. Không nên mơ tới chuyện ngồi không cũng được hưởng, chiếm đoạt tài sản của người khác hoặc phát tài nhờ may rủi. Tuổi Dần hãy tập trung vào công việc chính, không nên quá tham vọng, nhận quá nhiều việc, kẻo cuối cùng việc gì cũng nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên là mấy mà lại vừa tốn thời gian và sức lực. Tử vi tài lộc của 12 con giáp năm 2021 thấy rằng, nếu mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì tuổi Dần sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Bạn có thể nhờ những mối quan hệ ấy mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng. Thời điểm mà tuổi Dần cần tập trung phát triển chính là tháng Giêng. Lúc này, bạn tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao, nếu lọt vào mắt xanh của họ thì cơ hội được thăng chức, tăng lương chẳng còn xa xôi.
những người làm trong lĩnh vực bất động sản, lâm nghiệp cũng phát triển thuận lợi nhưng sẽ phải chịu nhiều áp lực. Ngoài ra, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc của bản mệnh được hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Tuổi Tỵ. Năm 2021 có thể nói là một năm cực kỳ may mắn đối với những người tuổi Tỵ trên phương diện tài lộc. Ngay từ 6 tháng đầu năm, bản mệnh đã có thể nhìn nhận rõ điều đó. Các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ, đều tăng lên trông thấy. Người làm công ăn lương, chấp hành tốt, quy định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẽ sớm được tăng lương, thăng chức, cải thiện cuộc sống. Người làm chủ, làm tư thì mua may, bán đắt, tiền bạc cứ thế đổ về túi. Bạn có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị, những khoản tiền đầu tư hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao. Điều quan trọng là bạn hãy xác định mục tiêu và cách thức làm việc rõ ràng của mình ngay từ đầu, dù có gặp khó khăn cũng không lo lạc mất phương hướng. Đặc biệt, chớ nên nghe theo lời rủ rê, xúi giục của người khác, kẻo đến lúc tiền mất, tật mang, cả danh dự. Tháng 2 và tháng 4 âm lịch là thời điểm mà bản mệnh cần tập trung phát triển tài lộc. Được người quyền thế giúp đỡ, quý gia chủ có thể giải quyết được rất nhiều khúc mắc trước đây. Tiền đồ trở nên bằng phẳng, hanh thông hơn. Sẽ có nhiều người có thể khởi nghiệp thành công trong khoảng thời gian này. Người làm trong lĩnh vực liên quan đến tài chính, ngân hàng, kinh doanh kim khí cũng được hưởng nhiều lợi ích, lợi nhuận thu về tăng gấp nhiều lần so với thời điểm trước. Để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội khi bước sang năm mới, thì người tuổi Tỵ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an trong thời gian sắp tới. 4. Tuổi Ngọ. Theo tử vi 2021, tuổi Ngọ có cơ hội trở thành cơ giáp phát tài 6 tháng đầu năm. Dù con đường kiếm tiền, làm giàu của bản mệnh tuy có vất vả và căng thẳng, nhưng đổi lại sẽ được đền đáp xứng đáng. Bản mệnh trở nên vội vàng, nản chí khi phải đối mặt với khó khăn. Tiền chảy vào túi bạn chủ yếu là do tự làm, tự ăn, nhưng cũng chính nhờ thế mà bạn luôn cảm thấy an tâm và tự tin, vượt chỉ tiêu cũng có kế hoạch hơn hẳn, hạn chế những thất thoát không đáng có. Nguồn thu nhập chính có xu hướng tăng, đồng thời nếu làm thêm nghề tay trái, các nguồn thu phụ cũng sẽ nhích nhẹ. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương bất chấp tác động khách quan của thị trường, chỉ cần luôn nghiêm túc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Còn với những người kinh doanh, buôn bán, nhất là liên quan đến lĩnh vực thiết yếu như dược phẩm, thực phẩm, đi lại sẽ thu về không ít lợi nhuận. Một số hạng mục liên quan đến bất động sản và đầu tư chứng khoán cũng được sinh lời tốt. Quan trọng là bạn phải chọn đúng thời điểm. Tháng phát tài chủ yếu của tuổi Ngọ là tháng 2 âm lịch. Thời điểm này gặp quý nhân tương trợ, tài vượng vận, nhất là những người làm đầu tư, kinh doanh nên nắm chắc cơ hội thuộc về mình. Vậy nên người tuổi Ngọ hãy cố gắng tận dụng cơ hội này, từ đó tạo ra bước đệm phát triển trong thời điểm tiếp theo. Bên cạnh đó, bản mệnh cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, nhà Phật là Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân, ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. 5. Tuổi Dậu. Đời sống vật chất của người tuổi Dậu nhìn chung khá sung túc, tiền hết lại có trong khoảng nửa đầu năm 2021. Do được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí của bạn tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn. Nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng, điều đó có nghĩa rằng dù làm người, làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Mọi việc đều tiến triển thuận lợi hơn cả dự tính. Con đường kiếm tiền, làm giàu không còn khó khăn như trước, nhiều cơ hội mới xuất hiện,
Quan trọng là tuổi Dậu dám thử thách bản thân, chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Đặc biệt là người làm đầu tư, kinh doanh nên mạnh mẽ tin tưởng vào bản thân mình, chớ nên chần chừ, do dự, kẻo cơ hội rơi vào tay người khác. Bản mệnh cần tập trung phát triển, nhất là khoảng thời gian tháng 5 âm lịch. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, bạn sẽ làm ăn thuận lợi, hưởng mức hoa hồng cao. Đặc biệt là những ai làm trong các ngành liên quan đến dịch vụ, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, đầu tư bất động sản. Ngoài ra, trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn gia tăng may mắn, chiêu tài lộc, căn lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn xua đuổi những hung tinh, hóa giải những vận hạn, thị phi và những mâu thuẫn không đáng có. Cuối cùng là tăng cường mối quan hệ xung quanh trở nên tốt đẹp. Tuổi Hợi. Tài lộc của người tuổi Hợi có xu hướng gia tăng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản, bởi bạn là con giáp giỏi thích nghi đầu năm 2021. Trong khoảng thời gian này, nếu là người làm công ăn lương, muốn tăng thêm thu nhập, bạn nên nuôi tham vọng, không nên có tư tưởng dậm chân tại chỗ. Hãy chủ động đứng ra nhận trọng trách, bạn hoàn toàn có khả năng gánh vác tốt trách nhiệm mà cấp trên giao phó, tự mở ra cơ hội để thăng tiến, phát triển bản thân. Nhóm người làm tư, làm chủ hoặc chuyên đầu tư có rất nhiều triển vọng về thu nhập chính. Nếu có định hướng chính xác, sẵn sàng mạo hiểm, không chịu bỏ cuộc, bản mệnh sẽ gặt hái thành quả khá rực rỡ. Tháng 5 âm lịch cũng là thời điểm tài lộc phát triển rực rỡ. Hợp tác thuận lợi, các ngành liên quan đến thủy điện, nhiệt điện, viễn thông, thu lời lớn. Bạn tìm được mục tiêu phấn đấu rõ ràng, tuy lúc đầu có khó khăn, nhưng chỉ cần cố gắng, quyết tâm thì sẽ thu được thành quả. Để kích hoạt sự nghiệp và tài lộc, hóa giải vận hạn không may mắn, thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Hợi hãy sử dụng pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.